Rạng sáng nay, ngày 12 tháng 7, tuyển Anh nhận thất bại đau đớn trong trận chung kết Euro 2020 trước Italy ngay trên sân nhà Wembley sau loạt đá luân lưu. VTC News đưa tin, đội tuyển Italy vô địch Euro 2020 mà không có một ngôi sao nào nổi bật so với phần còn lại. Đội bóng thiên thành đăng quang với một đội hình gắn kết, hiệu quả và không phụ thuộc vào bất kỳ nhân tố nào xuyên suốt giải đấu. Nếu phải chọn ra một người hùng trong đội hình của nhà vô địch, đó phải là Gianluigi Donnarumma. Ở tuổi 22, Anh trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Euro giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Thủ môn của Italy không nằm trong số những người cứu thua nhiều nhất của Euro 2020. Anh chỉ thực hiện 9 pha cản phá, đứng thứ 15 toàn giải. Đó là điều dễ hiểu khi Italy có một hàng thủ vững chắc để che chắn cho thủ môn của họ. Tuy nhiên, Donnarumma vẫn thể hiện được giá trị của mình ở thời khắc quan trọng nhất. Thủ môn trẻ tuổi này cản phá tới 3 cú đá luân lưu trong 2 trận bán kết và chung kết, giúp Italy trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành 2 chiến thắng bằng luân lưu ở một vòng chung kết Euro. Ngay sau trận thua, huấn luyện viên Gareth Southgate của tuyển Anh bị chỉ trích vì lựa chọn những cầu thủ thiếu kinh nghiệm, chưa bắt kịp nhịp độ trận đấu để thực hiện loạt luân lưu. Theo Dinh, về phần mình huấn luyện viên Gareth Southgate cũng nhận lỗi về thất bại của tuyển Anh trên chấm luân lưu trước Italy. Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi đã chọn thứ tự cầu thủ đá luân lưu dựa theo thành tích trong các buổi tập. Không ai tự nhận quyền sút cả. Chúng tôi thắng cùng nhau và hôm nay không thể thắng thì tất cả đều phải nhận trách nhiệm. Nhưng trong loạt đá luân lưu, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi. Goncic chia sẻ của huấn luyện viên Southgate. Huấn luyện viên Southgate được cho là có quyết định sai lầm khi chọn người sút phạt đền. Saka và Marcus Rashford, ba cầu thủ vào sân thay người trận chung kết Euro 2020, đều đã hỏng lượt sút 11m của mình, khiến tuyển Anh thất bại trước Italy với tỷ số 2-3. Tôi rất thất vọng. Các cầu thủ đã cố gắng, chạy không ngừng nghỉ. Có lúc chúng tôi chơi tốt, cũng có lúc cầm bóng không đủ tốt, nhất là ở đầu hiệp 2. Các cầu thủ đã tiến xa hơn những gì mong đợi, nhưng phòng thay đồ hôm nay quá buồn bã. Huấn luyện viên tuyển Anh tỏ sự thất vọng. Tam sư bỏ lỡ danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1966, sau khi lên ngôi tại World Cup trên sân nhà. Saka, 19 tuổi, đã được huấn luyện viên Southgate an ủi sau khi đá hỏng quả phạt đền quyết định. Sao trẻ Senan cùng Sancho đều sút về một hướng và bị thủ thành Donnarumma đoán đúng, cản phá thành công. Trong khi đó, Rashford sút rội cột, chỉ có Harry Kane và Harry Maguire sút thành công bên tuyển Anh ở hai lượt đầu.